À, chào anh em đang uh, xem miền Tây Solar ha này là sáng sớm ngày thứ tư, ngày 27 tháng uh, 12-2023 à, Chúc anh em có những ngày làm việc thật là vui nha Thì uh, sáng nay trong lúc uh, uh, đợi chiếc xe bu điện đến uh, lấy hàng Thì uh, mình uh, có một chút thời gian uh, tâm sự với anh em uh, Xin lỗi mọi người nhiều là trong một uh, 3-4 ngày qua đó Mình uh, có rất là bận rộn cho nên là À, mình không có làm video gửi đến anh em mong mọi người thông cảm à, mình vẫn ngày nào cũng vẫn bán đồ như thế này nhưng mà không có thời gian để quay video thì à, cái vấn đề nổi cộng ngày hôm nay là cái vấn đề tấm pin lớn mọi người như anh em thấy trước mặt cái tấm pin rất là to à, đây là tấm pin Zinco nha à, Zinco 415 w và trong tuần qua em gửi đi được uh, 8 tấm 8 tấm à, bữa nay em gửi đi được 3 tấm thì uh, sao lại nói cái vấn đề này là quan trọng Hôm bữa giờ em chỉ gửi đi xa cái tấm pin 200W trở lại thôi Còn cái tấm pin mà 400W trở lên đó là em không gửi đi xa uh, Lý do là cái vấn đề vận chuyển rất căng thẳng Thì em đã thương lượng được với uh, bưu Điện Là bây giờ nó nhận em cái tấm pin uh, Zinko 415 uh, Chiều dài 1m7, chiều ngang là một thước mốt uh, mấy đó Khi gói thì chiều dài có thể lên tới 1m8 và chiều ngang là một thước hai Anh em thấy nó khá là là lớn không? Y như là một cái tấm bảng à, tấm bảng học trò mọi người, rất là to. Và hiện tại em đang bán tấm zinco 415 này với giá giá cũ. Cái giá cách đây 6 tháng rồi là 6.500 một watt. Anh em muốn biết nhiều tấm thì lấy 415 nhân cho 6.500 nha. 415 nhân 6.500 đâu đó cũng 2.500 2.600 gì đó. Và phí vận chuyển em đang hợp đồng với bưu điện là 150 000 Ha, à, phí vận chuyển là 150 000 mỗi tấm. Đó, à, em nói rõ với mọi người như thế ha. Em nhắc lại tấm pin là lấy 6 500 rưỡi nhân cho 415. Và phí vận chuyển là 150 000 mỗi tấm nữa. Còn cái vấn đề mốt shop hay là giấy gói là bên em bên em lo. Ở bên em sẽ gói. Thì tuần qua em đi được 8 tấm rồi. 2, 3 tấm này nữa là 11 tấm. À, anh em cảm ơn anh em ủng hộ ha. Hiển nhiên pin em Zinco này em đang bán là nó mắc hơn. So với những cái loại pin Longi đang bán trên thị trường. À, em biết nó mắc hơn nhưng mà em vẫn bán giá này và anh em vẫn mua bình thường. À, lý do thì em không có nói nhiều ở trên uh, những cái video như thế này được. Em nói thì em bị uh, bị ấy anh em. Uh, bị cộng đồng uh, mấy anh em bán pin không có đồng ý vì những lời nói đó. Tại vì uh, có một số trong cái vấn đề buôn bán thì có một số chúng ta nên nói và một số chúng ta không nên nói. Thì thôi bây giờ em chốt lại là tấm Longi là nó em đang là 450w mà em đang bán là là, là bao nhiêu là chỉ có là 2 triệu mốt thôi phải không 2 triệu mốt anh em đến nhà chở thì 2 triệu thôi còn cái tấm này 415 mà bán đến 2 triệu 6 mấy chục ngàn anh em lấy uh, 6.000 anh em nhân cho 415 giúp mình coi nhiêu tấm ha rồi cộng thêm 150.000 nữa thì ra phí vận chuyển đó thì uh, khi vận chuyển uh, thì uh, uh, đến chỗ anh em nhận hàng xong anh em mới thanh toán tiền hoặc là anh em chuyển khoản trước là tùy ở nhiều bạn nói vận chuyển gì bể vỡ rồi ai lo ai chịu thì mình chịu chứ ai chịu cái người bán sẽ chịu và nếu mà anh em đã thanh toán tiền rồi đã chuyển khoản rồi mà nó bể vỡ thì không sao cả anh em kêu bưu điện nó đem về hiển nhiên anh em chưa nhận hàng nha khi mà hàng đến thì anh em sẽ kiểm tra kiểm tra nếu mà có vấn đề bể vỡ anh kêu bưu điện nó đem về và mình sẽ gửi tấm khác cho mọi người nếu mọi người đã thanh toán tiền rồi còn mọi người chưa thanh toán tiền thì hiển nhiên quá đơn giản rồi chúng ta không nhận ta không thanh toán và cho nó quay đầu nếu nó vỡ còn nếu mà nó ok ngon đẹp thì anh em nhớ lấy giúp mình nha tại vì công gói rồi cái phí vận chuyển rất là nhiều nếu anh em không lấy là là sẽ rất là đáng thương cho bên bán như tụi mình đó còn mà trong cái thời buổi hiện đại này trong cái thời buổi mà cùng nhau phát triển như thế này đó mà anh em nào đang có ý tưởng mà bơm hàng một cái một cái shop nào đó thì đó là cái ý tưởng gọi là rất là thất đức đó mình không có muốn đề cập nhiều đến đó mình thấy ở ngoài thì xã hội đúng là xã hội anh em có nhiều người mua hàng với ý tưởng là sẽ bơm hàng và cái ý tưởng nó rất là thất đức mong anh em thay đổi ý tưởng nó giúp mình nha thôi bây giờ mình điểm danh lại những cái món hàng mà 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 mình đi sáng nay cho anh em ha lâu lâu điểm danh lần chứ hồi đó hôm nay cũng không có điểm danh à, một cái đổi nguồn cửa hàng tướng phát đường lê dẫn khu phố 3 thạnh quá thạnh quá long an đổi nguồn là cái cục này nè anh em nhỏ nhỏ nè hôm bữa giờ mình gửi đi được khoảng năm à, mươi mấy 60 cục này rồi đây đổi nguồn à, còn trước đây mà cái lô trước mình cũng gửi được vài chục chắc gom qua gom lại chắc cũng gần 100 cục đổi nguồn cái cục này là hai trăm rưỡi bao ship nha đây là ba cục đổi nguồn à, gói thì nó như vậy đó bên trong nó có rất là nhiều mối xốp bên ngoài bao bằng giấy anh em an tâm đi shipper có quăng tới quăng lui cỡ nào nữa thì cũng không có dập cái cục đổi nguồn ta được rồi cái đèn một mà loại ba trăm chín nè đèn ba trăm chín ngàn anh Bình ở uh, Tuyên Nhơn, uh, Nghĩa Hòa, Thành Quá, Long An. Anh uh, kia hồi nãy là ở uh, Thành Quá, anh này ở Thành Quá, hai anh này gần nhau ha. Hai cái đèn chín uh, 390 ngàn. Đây. Hai cái đèn 390 ngàn em. Đó, thì hai cây đó có giá trị là 780 ngàn. Bao ship luôn ha. Đó, đèn mà hôm bữa giờ mình bán cái đèn 4 ô đó anh em. Rồi hai cái GD369 gửi cho anh Tùng ở... Sơn um, uh, Phú, Tịnh Biên, An Giang Anh này mua tặng chùa Uh, mua tặng chùa mà anh đã chuyển khoản rồi nữa. Đây hai cây uh, 369 ha. Hai cây JD 369 cái cục này nè, trắng trắng nè. Mua tặng chùa và đã chuyển khoản rồi. Đó, cảm ơn anh mình rất là nhiều. Đã tin tưởng chuyển khoản ha, cũng gần 2 triệu bạc. 930 000 một cây, hai cây này mình thu của ảnh là 60 000 phí ship nữa. Đó thì nó ra một cục cũng gần 2 triệu bạc anh đã chuyển khoản rồi. Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Rồi, lọc bụi bố vơ và đồng hồ sáu số. Cái lọc bụi này là mình gửi mình tặng nha chứ mình không có bán nha Lọc bụi mình không có nhiều mình tranh thủ nếu có anh em nào cần mình tặng Với à, cái đồng hồ 6 số thì đồng hồ số bảy cộng phí ship 20 Đó thì gửi cho anh Hoài ở um, Tam Bình Vĩnh Long, Sông Phú Tam Bình Vĩnh Long 812 812 là cái mã này nè đây Đó, Lọc bụi và đồng hồ 6 số Đây Vậy là hai cục bên đây là hai cục đổi nguồn. Đây. Rồi tiếp theo nữa là hai tấm pin 200W áp cao. À, gửi cho anh dự ở phổ An Đức Phổ Quảng Ngãi đây 2 tấm pin 200W áp cao à, anh đem về anh gắn cho cái con um, Saco 2 cái 7 gì. rồi cũng lại là anh dự nữa ha Vậy là bữa nay anh dự anh lấy 4 tấm pin 200w áp cao 4 tấm này là 160v để anh gắn vô con Saco 2 cái 7 nè anh cũng có lấy con sao cô 2 cái 7 nữa đó thì cái hệ này em tính tiền cho mọi người nha Saco 2 cái 7 là 4,9 triệu 4 triệu rồi à, 4 tấm pin 200W áp cao là 6 triệu. Vậy là 10 triệu 900 ngàn. 10 triệu 900 ngàn ha. 2, 4 tấm pin 200W áp cao. Và con Saco 2 cái 7. Thì cái hệ này là hôm bữa giờ em bán chắc cỡ được 11, 12 hệ đó. Đó anh em thấy cái video mà cái combo của em đưa lên hôm bữa đó. 4 tấm pin áp cao và con Saco 2 cái 7 là anh em lụm liền. Đó và tấm pin áp cao bữa nay nó đang được giá thấp nữa. Có 1 triệu rưỡi 1 tấm mà bao ship nữa. Hay không? Bốn tấm này dần chuyển tới nhà anh em luôn là có 6 triệu thôi. Con này 4 triệu chín nữa là 10 triệu chín trăm ngàn. Đó, ta được một cái hệ xài gia đình nha. Sau này thiếu đủ gì người ta nâng cấp thêm. Mỗi cục đổi nguồn nữa ha, gửi cho anh Phong ở Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì cục lúc nãy đó. Chị Ngọc Nga, Ngọc Nga ở Phước Vĩnh, Long Trạch, Cần Đước, Long An. Là lấy đai ơ 3 kg và mét dây đen dây đỏ rồi kẹp biên kẹp giữa tá là âm binh đài đây đây con đây ơ 3 kg giá 7,5 triệu ha. 7,5 triệu. Đây ơ 3 kW. À, mình đang à, gói chung với dây điện đồ tùm lum la luôn nè Còn đây phẩy 7,5 triệu ha, 3 kg. Trong cái thời buổi mà điện tăng giá như lúc này á, chúng ta đem những con đây ơ đó về mà ông ta gắn bấm tải vô gia đình ta xài thì đúng bài. Hết bài luôn anh em, nó bảo hành đến 5 năm luôn. Anh em xài là không có cái đường nào lỗ hết. Đó, còn cái vấn đề mà xài điện năng lượng mặt trời mà vấn đề lỗ hay lời đó thì cái đó mình sẽ có một video khác mình sẽ làm và mình tâm sự với anh em sau đó, ờ, Chứ mà riêng cái mảng đây đó bảo hành tới 5 năm thì anh em không có lỗ cái đường nào được hết Đảm bảo với mọi người luôn Một cái tủ điện trong đó có CB CB chống xét, cbdc cbac rồi đó Giá một triệu bạc một cái tủ điện Gửi cho anh Hiền ở Đông Khánh A, Hồng Ngự, Đồng Tháp Thì cái tủ nó đây cái này nè Đây cái tủ điện nè mình đã ráp dây nhợ và chống xét đồ rồi hết rồi à. vô đó vì ảnh gắn lên lụm thôi rồi một tấm pin áp thấp giá 1 triệu rưỡi Bao ship tặng cặp MC4 Đây gửi cho anh Phương ở Nam Hải Ninh Loan Đức Trọng Lâm Đồng Thôn Nam Hải ha Ninh Loan Đức Trọng Lâm Đồng Đây rồi Một tấm pin Zinco tấm pin lớn 415 Nãy nè trước mặt anh em nè Đó, Bự chà bá luôn mình gói bằng cái tờ giấy Rất là uy tín nha Tờ giấy này cực kỳ uy tín Nó rất là dày nha anh em Tờ giấy cực kỳ dày Tờ giấy của thùng pin á Của thùng Zinco luôn á À thùng Long G. Tờ giấy của thùng Long Si rất là dày, chắc chắn và thực sự là uy tín. Đó rồi hai tấm nữa cũng anh Vinh luôn. Ở Ngọc Định, Định Quán Đồng Nai, Hòa Thành, Ngọc Định, Định Quán Đồng Nai ha. Vậy là anh lấy 3 tấm Zinco 415. Cảm ơn mấy anh em đã ủng hộ. Tuy là tấm Zinco đó có mắc hơn tấm Long hiện tại nhưng mà anh em vẫn tin dùng Zinco. Ờ à, 2 Zinco hai kính. Đó. Rồi lưu carbon 3.0 gửi cho anh Bình ở khu 4 thị trấn Cần Đức, Cần Đức Long An. Đó là những đơn em gửi ngày hôm nay Bữa nay em cũng có khoảng 14-15 đơn Nói chung là hàng thì không có nhiều dữ Nhưng mà cũng không phải là ít Đó, Mỗi ngày em đều đi cái số lượng bảo quà khoảng nhiêu đây anh em Bữa giờ ngày nào cũng nhiêu đây à, Buổi sáng nha Buổi chiều Buổi chiều cũng mới nữa Buổi chiều thì ít hơn này một xíu Buổi chiều thì có khoảng gần một chục đơn à, Ngày nào cũng thế và ngày nào cũng vậy à, Cảm ơn mấy anh em xem kênh và đã ủng hộ Còn khoảng cái tấm pin Zinco mà 415 là tấm này nè mọi người Em có đem một tấm để review cho anh em xem. Tấm pin này là đen từ đầu tới chân nha. Đây. Dỡ cái này ra. Mọi người đợi mình xíu ha. Rồi, đây. Đây là mặt trước của tấm pin zinco lúc nãy nè. Chiều dài của nó thì đâu đó khoảng 1m7. Còn uh, chiều ngang của nó là một thước mốt. Uh, mình chỉ nói số uh, lẻ lẻ thôi. Uh, chẳng là lẻ mấy anh em mình bỏ qua hàng thước bảy mấy đó còn chiều ngang là thước mốt mấy đó xin cô ha công nghệ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bb một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười bb nè một hai ba bốn năm sáu bảy tám mười bb giá khá cao như anh em mua cũng khá nhiều rồi mặt kính phía sau nè hàng hai kính nha đây là hàng hai kính full black đó. hàng thì chuẩn chỉ đẹp như mơ luôn phải nói là như mơ nha anh em à, hôm bữa giờ mình giấu trong nhà mình á mình à, để lẫn lộn với những à, cái mặt hàng khác bữa nay mới đem ra gói bán cho anh em hôm bữa giờ à, anh em mua rồi bữa nay mình à, tiếp tục mình à, mình gói nữa hen anh em nào đến nhà chở cũng ok luôn sáu ngàn rưỡi quá nha cứ vận chuyển trăm rưỡi khi anh em đến nhà chở thì à, anh em bỏ một trăm rưỡi đó ra lấy sáu ngàn rưỡi nhân bốn trăm là ra giá tiền mỗi tấm Thôi mình xin chào nha Còn kế bên là ông Long Di Long Di đang có giá rất là tốt Anh em đến nhà chở 2 triệu Còn anh em nào mà Mình chở cho anh em thì 2 triệu mốt nha ở Phía dần chuyển thì tùy vào anh em ở xa hay gần Thôi xin chào mọi người Em hẹn gặp mọi người những video lần sau nha